Xin chào, 500 anh em đã quay trở lại với channel Funny Luffy. Ở trong tờ 993 trước đó, chúng ta đã thấy Oda khắc họa các người dân thủ đô Hoa chào đón lễ lửa là như thế nào. Họ thật sự vui mừng, họ thật sự mong đợi lễ hội lửa này. Bởi đây là dịp duy nhất trong năm mà kẻ hàng mọn Orochi không có mặt tại thủ đô Hoa, để người dân thỏa thích mơ tưởng, thỏa thích thể hiện ước vọng thật sự của mình. Và mặc dù 20 năm đã trôi qua kể từ ngày Kozuki đang ngã xuống bên trong vạc dầu đang sôi với nụ cười trên môi, người dân thủ đô Hoa nói riêng hay người dân Wano quốc nói chung vẫn luôn nhớ về ông, vẫn luôn mong một ngày gia tộc Kozuki tái xuất và giải phóng đất nước Wano. Hay chúng ta cũng đã biết loại đạn mà Queen mình dịch sử dụng là gì? Đó là đạn chứa virus băng quỷ, biến những ai trúng đạn thành một con quỷ băng đáng sợ, mất hết lý trí và tấn công bất kể bạn thù. Ở chapter 993 thì đây là Queen mình dịch. Cũng là đây, nhưng ở chapter 994 tôi gọi là Queen mình hoạn. Vì sao thì tôi sẽ nói phần sau của video này. Còn khi nhắc tới chapter 993 trước đó, ngoài những sự kiện ở trên thì chúng ta không thể không nói đến việc Yamato chặn đầu Sasaki cứu lấy Momonosuke với Shinobu. Nhưng thông tin đặc biệt nhất, ấn tượng nhất phải kể đến chính là cái cách Kikyu mắc cánh tay trái. Tứ hoàng Kaido ra đòn quá nhanh, quá mạnh, còn Kikyu thì vẫn còn quá ngây thơ. Và chapter 994 mới nhắc này là những diễn biến tiếp theo của trận quyết chiến trên đỉnh đầu lâu giữa Kaido bách thú với các gia thần gia tộc Kozuki. Kèm theo đó là rất nhiều thông tin gây sốc khác. Ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh, uống chén trà và phân tích quanh bi chapter 994 mới nhất vô cùng hấp dẫn này. Vậy là mini story về BG với tiêu đề Oh My Family đã chính thức khép lại ở chapter 994 này với tổng cộng 37 trang trên bìa. Sau khi cưới Toti, Lola đã đồng hành cùng với ban hải tặc BG. Điều này có nghĩa trong những phần tiếp theo của One Piece, chúng ta sẽ được gặp lại Lola, người đã giúp đỡ Nami cũng như ban mũ rơm rất nhiều. Nhưng BG cùng với ban hải tặc của mình sẽ đi đâu? Tới Wano quốc trang? Tôi không nghĩ vậy. Nhiều khả năng chúng ta sẽ được gặp lại BG, Lola ở một arc khác sau arc Wano quốc này. Đó có thể là arc nói về tộc người khổng lồ Elbat. Bởi Lola nói riêng hay tứ hoàng Big Mom nói chung có một mối liên kết thú vị với tộc người khổng lồ. Mở đầu chapter vẫn là những diễn biến của trận quyết chiến trên đỉnh đầu lâu. Khung tranh này chỉ là một khung tranh, nhưng dường như chúng ta có thể nghe được tiếng cánh tay đứt lìa của Kikyu rơi xuống đất, bịch, và cả cơ thể của Kikyu cũng ngã theo. Điều này làm tôi liên tưởng tới Kick ve chai, Kick mạnh hơn Kikyu, nhưng tôi nghĩ cái cách xoay tóc đỏ xuyên cánh tay của Kick cũng nhanh chóng và dễ dàng như những gì Kaido đã làm với Kikyu mới đây. Còn khung tranh này có thể thấy những đòn tấn công có sát thương diện rộng của Kaido không chỉ nhắm vào những samurai của Kozuki Eden mà nó còn gây thương tích cho những binh lính của Kaido. Và chúng ta đã thấy Inurashi ra lệnh cho những chiến binh tộc Minh nhanh chóng rời khỏi đỉnh đầu lâu. Điều này là một dấu hiệu cho thấy Inurashi cũng như những huynh đệ của mình đã sẵn sàng tử chiến với Kaido bách thú. Izo đỡ Kikyu, còn Kinemon thì nhanh trí sử dụng hóa hồ phái thiêu đốt vết thương sơ cứu cho Kikyu. Khung tranh này chúng ta có thể thấy ánh mắt xót xa mà người anh Izo dành cho em trai Kikyu của mình, nhưng không kèm theo một lời động viên nào cả, bởi Kikyu có thừa sự can đảm của một samurai, còn Kinemon cũng chỉ là một câu hỏi: đứng dậy nổi chứ Kikyu Nozo? Tất nhiên rồi. Và khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu nào chứng tỏ Kikyu rất đau đớn và mất rất nhiều máu, nhưng cũng như Izo và Kinemon, Kikyu lạnh lùng và xem như không có chuyện gì xảy ra. Đối với samurai, can đảm là tinh thần cốt yếu, họ chính là những người mang khí chất anh hùng nhưng không mù quáng. Ngược lại, sự can đảm song hành với lý trí sáng suốt, mạnh mẽ, dùng sự thận trọng thay thế cho nỗi sợ hãi. Cái chết không đáng sợ, nhưng chết trong danh dự hay ô nhục mới là vấn đề then chốt. Một cái chết ý nghĩa sẽ hơn một cuộc sống vô nghĩa. Và Kaido bách thú cũng có một cái nhìn, một sự giác ngộ tương tự như vậy khi nói về cái chết. Đó cũng là lý do vì sao Kaido nói rằng mình thích các samurai. Phải thế chứ, luôn ngập tràn kiên tâm. Chính vì vậy mà tao thích lũ samurai, cũng như là Roger và Rau Tráng đã có một cái chết ngon lành. Nhưng chắc hẳn bọn mày không cho rằng chỉ là sống thôi, chính cái chết mới là sự hoàn thiện của một đời người. Kết thúc đi. Đó chính là những lời tâm sự của Kaido bách thú với Kinemon cùng những huynh đệ của mình. Những kẻ yếu ớt không có quyền lựa chọn cái chết. Một câu nói rất hay của Law. 24 năm trước là vua hải tặc Goldie Roger, 20 năm trước là Kozuki Den, và gần đây nhất là 2 năm trước, tứ hoàng Rau Trắng cũng đã tự chọn cái chết cho riêng mình. Và điểm chung của ba cái chết đó là họ cười, còn mọi người xung quanh thì khóc. Và qua cách Kaido nói về cái chết thì rõ ràng là nhờ Roger, nhờ Rau Trắng và đặc biệt là nhờ Kozuki Den, samurai hiện thoại của đất nước Wano mà Kaido mới giác ngộ được như thế. Và ở video phân tích trước đó tôi đã nói rằng cũng giống như tứ hoàng Rau Trắng, Kaido bách thú đang dùng hết sức bình sinh của một ông lão vùng vẫy quẩy một cái thật mạnh cuối cùng trước khi chia tay thời đại. Và nó là đúng như thế, đối với Kaido thì chính cái chết mới là sự hoàn thiện của một đời người. Qua khung tranh này có thể thấy Kikyu đã nhặt một thanh kiếm khác và tiếp tục chiến đấu, và cũng chỉ có duy nhất Kikyu là Oda tô một màu đen u ám. Còn Kaido bách thú thì cũng đã trở về hình dạng người, và trong hình dạng này Kaido đã từng cho Luffy ăn trì trước đây. Chúng ta đã thấy rất nhiều nhân vật chiến đấu trong hình dạng nửa người nửa Zoan như Luffy, Kaku, Pewan, Uti hay mới đây nhắc lại Drake. Và tôi nghĩ đó là trạng thái mạnh nhất của một người sở hữu sức mạnh trái quỷ Zoan, bởi vừa sử dụng được sức mạnh của con người, vừa sử dụng được sức mạnh cũng như sự phục hồi của một loài động vật mà mình sở hữu. Nhưng ngay lúc này chúng ta vẫn chưa thấy Kaido bách thú trong hình dạng nửa người nửa Zoan. Có nghĩa Kaido biết rằng với sức mạnh của những gia thần gia tộc Kozuki, Kaido chưa cần sử dụng tới hình dạng đó. Ý tôi là Kaido đang để dành nó cho trận quyết chiến với Luffy và Zoro sắp tới. Mặc dù vậy, qua cách nói về cái chết và ánh mắt này, có thể thấy Kaido đang thật sự rất nghiêm túc. Và nghiêm túc chiến đấu theo tôi là cách mà Kaido tôn trọng những samurai trước mặt mình, bởi Kaido thích samurai, mặc dù trước đó Kaido sử dụng sức mạnh của họ. Có nghĩa Kaido đang giúp Kinemon cùng những huynh đệ của mình có một cuộc đời trọn vẹn bằng một cái chết đẫm liệt giống như Kozuki Den 20 năm trước. Và Kinemon hiểu những gì Kaido vừa nói, và đây là cái cách mà Kinemon đáp trả. Đừng tự đánh giá mình quá cao Kaido, mắc mạng vào tay ngươi không có gì là vinh dự cho chúng ta cả. Liệu Kinemon cùng những huynh đệ của mình còn những con bài tẩy nào nữa?
Khi mà trước đó họ gần như đã bung 100% sức mạnh của mình, tôi hy vọng sẽ được thấy Denjiro cũng như Asura Doji thể hiện sức mạnh nhiều hơn nữa. Trong số 9 samurai đang đứng trước mặt Kaido bách thú này, liệu có mấy người mạnh bằng Luffy lúc chưa học Ryo? Tôi nghĩ là không nhiều, hoặc có thể là không có ai, nhưng chắc chắn trong số đó không có kỳ cựu Nozo hay anh trai cậu ta Izo. Và Kaido bách thú cũng chỉ mất một trì với chút ít thời gian để hạ gục Luffy. Vậy trong những samurai này, ai sẽ đứng vững trước đòn ô lôi bắt quái của Kaido đây? Chắc chắn một vài chapter sau chúng ta sẽ có câu trả lời cho điều này. Và phần tiếp theo của chapter 994 là những diễn biến liên quan tới Luffy, Shinbei và Sanji. Hiện tại Luffy đã chạy lên tầng 1 và còn 4 tầng nữa để gặp được Kaido. Wow, Muran với Shinbei kia, coi chừng chúng mạnh lắm. Bọn mày không nhắc đến Chang Dang là sao? Sanji thể hiện rõ sự cây cú của mình khi bọn lính không biết Sanji là đứa nào, Sanji đến từ đâu và bố Sanji là ai. Nó cho thấy Oda vẫn chưa chịu buông tha cho Sanji, Oda vẫn còn thích troll Sanji. Dù vậy, việc bọn binh lính không biết Sanji cũng không quá bất ngờ. Bởi sau time skip, Sanji chưa có nhiều đáp diễn, chưa có một trận đấu tay đôi nào đúng nghĩa và đặc biệt chưa được liều báo Morgan để ý tới. Trong khi đó, Shinbei là cựu thất vũ hải, còn Luffy là hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ nhất và cũng kịp đút túi ba cựu thất vũ hải khác. Và chúng ta cũng đã thấy Luffy đang rất nôn nóng được gặp Kaido bách thú. Còn khung tranh này bạn thấy chứ, đây là những tên Shinichi đang cản đường Luffy. Đây là Zoan hươu cao cổ hàng xịn của Kaku, còn đây cũng là Zoan hươu cao cổ nhưng là hàng fake, nhìn rất dị. Cơ thể của tên Hamlet này chính là cái đầu của con hươu, nhưng nó vẫn không là gì nếu so với độ bắn bựa với tên Shinichi bên cạnh Faltrick. Đầu tên này chính là cái đích của con gà. Và với việc những tên lính không nhắc tới Sanji trước đó, nó chẳng khác gì một quả nổ tinh thần cho Sanji. Càng điên tiết thì những cú đá của Sanji càng uy lực. Thở ra thôi cũng thấy ghét. Sanji đúng kiểu đừng ai chọc tao ngay lúc này. Sanji một cước đã vang tên Shinichi gà bắn bựa, còn Shinbei cũng chỉ cần một đám để hạ gục tên Shinichi hươu cao cổ. Có vẻ như việc Luffy càng lên những tầng trên thì sự bắn bựa của những tên Shinichi cũng tăng dần lên. Và những khung tranh tiếp theo của chapter 994 này với tôi chính là phần trọng tâm. Ở chapter 993 trước đó, với những gì Queen thể hiện thì đúng là Queen mình dịch. Còn ngay lúc này tôi phải gọi Queen là Queen mình hoạn. Thật sự bệnh hoạn và vô cùng kinh tởm, đúng như lời Ronnie đã nói trước đó, những hải tặc tàn ác. Và cũng qua những gì Queen bệnh hoạn thể hiện ở chapter 994 này, chúng ta đã hiểu vì sao người quản lý nhà tù Don lại là Queen. Bởi đơn giản cách Queen giải trí là những trò chơi rất mang rợ và vô cùng kinh dị. Vẻ bề ngoài cục mịch cũng như những thể hiện có phần hài hước, thoải mái, dễ dãi trước đó làm chúng ta phần nào đánh giá thấp Queen, một trong ba Okanban của Kaido bách thú. Nhưng một kẻ khiến cho rất hạn hán phải một dạ, hai văn không dám cái lời và có một cách nói chuyện rất vô đời với King Hoàng, Okanban mạnh nhất của Kaido bách thú thì đúng là không phải dạng vừa. Và ở chapter này, Oda đang dần cho chúng ta thấy Queen không chỉ biết tấu hài mà Queen thật sự rất đáng sợ. Vậy là không chỉ có những samurai liên minh Luffy mà ngay cả những tên Flisher trong bang hải tặc bách thú cũng bị dính đạn ban quỷ của Queen. Ngày Queen, sao cả bọn em cũng bị dính à? Flisher bọn mày chỉ có cười là giỏi, cho nên phải đóng góp chút đi. Trong bang hải tặc bách thú thì đám Flisher, những kẻ thất bại trong việc cường hóa sức mạnh Zoan nhân tạo, chính là những tên thuộc tầng lớp thấp nhất, bị xem thường nhất. Và đối với Queen, đây chỉ là bọn body hết hạn sử dụng, không hơn không kém. Khung tranh này có thể thấy các samurai dần biết cách chống lại sự lây lan của virus ban quỷ bằng cách sử dụng vũ khí không trực tiếp đụng vào người bệnh. Còn những tên thuộc hạ Orochi thì co cầm lại phòng thủ số đông. Nhưng thú vị là tên Fukurokuzu thì không thấy đâu, có lẽ tên này thật sự đã trốn khỏi khu vực sân khấu. Orochi đã bị Kaido chém bay đầu, những tên này cũng đã thề sẽ đi theo Kaido. Nhưng qua cái cách Queen sử dụng đạn ban quỷ tấn công bất kể địch ta, thì tôi nghĩ 10.000 samurai đi theo Orochi ra đấu quỷ Onigashima sẽ suy nghĩ lại việc gia nhập bang hải tặc bách thú. Trong khi đó, ông trùm Yakuza vùng Udon, huyết tử Omasa cũng đã bị lây nhiễm virus ban quỷ. Có thể thấy nhân vật này đang cố gắng làm chậm sự lây lan của virus bằng cách nắm lấy cánh tay đang dần biến thành quỷ của mình. Không một lời van xin giúp đỡ, thay vào đó ông trùm Omasa muốn ông trùm Hyogoro giết mình đi, bởi Omasa không muốn mình biến thành quỷ và làm hại đồng đội. Bản lĩnh của một ông trùm thật sự rất đáng nể. Tôi không muốn biến thành quỷ, phải có cách chữa trị, nếu hết cách thì chính ta sẽ giết cậu, đừng có nghĩ tới chuyện tự sát. Còn khung tranh này, một binh lính Kaido biến thành quỷ bang và tấn công đồng đội của mình. Với những gì đang chứng kiến, bác sĩ bang Murom Chopper đã có những nhận xét, phân tích đánh giá tình hình cực kỳ chính xác và điều đó thật sự tuyệt vời. Thông qua điều này, Oda cũng ngầm xác nhận năng lực chữa trị của Chopper hiện tại là vô cùng đáng nể. Ở nhà tù Udon, Chopper đã dẫn trước Queen bình dịch một bàn không gỡ khi dễ dàng điều chế kháng thể chống lại những con virus sắc ướp. Còn hiện tại, Chopper cũng đang chuẩn bị ép săn sẵn sàng suốt tung lưới Queen bình dịch lần thứ hai. Giữa trận chiến mà tạo ra kháng nguyên và tiêm cho những con quỷ là điều bất khả thi, nhưng không giống ở Udon, kẻ chư mưu đang ở ngay đây với chúng ta. Kẻ tạo ra virus sẽ luôn tạo ra kháng nguyên cùng lúc. Chỉ cần có được nó, tôi sẽ có thể nhân lên số lượng lớn. Việc phát tác về sau này đáng ngại hơn các triệu chứng, sự hung hãn cũng như sức mạnh cơ bắp, rồi nhiệt độ đóng băng kỳ lạ. Không đời nào cơ thể một con người có thể chịu đựng được. Đó là những phân tích của Chopper. Đúng, bọn nó sẽ chết, đứa nào bị nhiễm đều chết hết. Chúng mày sẽ chết trong vòng 1 giờ, bọn hóa quỷ này. Chúng là bạn bè của mày, là Juhi bọn mày, là thuộc hạ bọn mày. Chúng mày hẳn chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn như lúc này đâu. Hãy nhớ mà xóa cho đến giây cuối cùng nhé. Queen bệnh hoạn ngồi chém chệ từ trên lầu cao vọng xuống. Chúng ta chưa bàn tới những lời Queen nói mà hãy nhìn những hành động của Queen. Chống nạnh, ngồi trên cao bác loa vọng xuống, nó cho thấy Queen đang rất tự tin rằng mình có thể kiểm soát được tình hình, kiểm soát mọi thứ theo ý muốn. Chúng ta có cảm tưởng như Queen đang là một MC, đang điều khiển một trò chơi ma quỷ theo ý của mình. Mọi thứ hỗn loạn và Queen đang ngồi tận hưởng điều đó. Những người bị dính virus ban quỷ chỉ có thể sống sót trong vòng 1 giờ, nếu không có kháng nguyên thì họ chắc chắn sẽ chết. Ngay cả một kẻ như Abu cũng phải toát mồ hôi khi nhìn thấy những sáng chế của Queen bệnh dịch, và hắn ta muốn thoát ra khỏi đó.
Nhưng có vẻ như Quinn bệnh hoạn đã nhắm tới Abu ngay từ đầu. Quinn không tin tưởng Abu, Quinn ghét những hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ, hay còn một điều gì khác. Dù gì thì với cách Quinn sắp làm với Abu, nó cũng thể hiện một sự tột cùng bệnh hoạn kinh tởm của Quinn. Này người anh em Abu, kháng nguyên virus băng quỷ duy nhất trên thế giới đấy. May mà để mắt thì chuẩn bị chết đi là vừa. Chúng ta bắt đầu ly show món quà của Quinn nào. Đây là cơ hội duy nhất cho các vị giết nhau đi, phản bội nhau đi, không có bất kỳ luật lệ nào hết. Cuộc truy đuổi kháng nguyên bắt đầu. Và giờ thì Abu cũng kịp nhận ra Quinn chả tốt lành gì khi đưa kháng nguyên cho mình cầm. Và nếu trước đó chỉ có Kid Killer X-Ray truy đuổi, thì ngay lúc này Abu may mắn có thêm cho mình rất nhiều kẻ thù khác. Thánh lạc đường Zoro, những samurai liên minh Luffy, những binh lính Kaido cũng như những samurai dưới trướng Orochi, tất cả đang nhắm tới lọ kháng nguyên trên tay Abu. Và dường như trò chơi mà Quinn đang là người điều khiển này được Oda lấy tưởng dựa trên trò chơi Onigoko của Nhật Bản, một trò chơi đuổi bắt. Nó có thể được chơi một cách đơn giản là ai bị chạm vào thì sẽ thua. Và Abu là một người thuộc tộc tay dài chứ không phải thuộc tộc chân dài, vì thế chạy đằng trời, trước sau gì Chopper cũng có được lọ kháng nguyên. Và những khung tranh cuối cùng của chapter 994 này là tiếp tục những diễn biến về Yamato và Sasaki. Chắc chắn Sasaki biết về cái còng tay phát nổ của Yamato, nhưng tới lúc này tôi vẫn chưa thấy ai nhận ra việc Yamato đã mất cái còng tay cả. Ngài không nghĩ có thể thoát được với cái cú nổ đó chứ, thiếu chủ Yamato. Nó cho thấy Sasaki nắm rõ sức mạnh của Yamato là như thế nào, nhưng đó là trước khi Yamato tháo được cái còng tay. Còn ngay lúc này tôi nghĩ Yamato sẽ cho Sasaki và tất cả chúng ta thấy sức mạnh thật sự của cô là như thế nào. Nếu sự tức giận làm cho những cú đá của Sanji trở nên uy lực hơn, mạnh thú hơn, thì ngay lúc này việc Sasaki muốn giết Momonosuke chính là thời điểm tốt nhất để Yamato thể hiện sức mạnh thật sự của mình. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ duy nhất là giết chết thằng nhãi đó. Thêm một lần nữa, Yamato nói về việc mình đã chứng kiến buổi sư tử Kozukiden 20 năm trước. Không chỉ vậy, cô còn chạy tới Kuri để cố gắng cứu lấy Momonosuke. Nhưng Yamato chỉ biết đứng trơ mắt nhìn Kaido dọa ném Momonosuke từ trên lầu cao xuống. Bởi 20 năm trước, Yamato chỉ là một cô bé 8 tuổi, không đủ mạnh. Tôi không biết cô là ai, nhưng nếu cô bên phe chúng tôi thì xin cứu lấy chú công Momonosuke. Cả bà nữa, tôi sẽ cứu bà, Shinichi-san. Tôi đã ở đó 20 năm trước, tôi đã chứng kiến buổi sư tử Kozukiden. Những lời của bà nói khiến tôi vô cùng xúc động. Anh hùng ca về cuộc đời Kozukiden đã làm tôi đổ lệ. Momonosuke-kun, vào cái ngày hôm đó chị đã chạy tới Kuri để cứu em. Nhưng cho chị xin lỗi, chị chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn em bị Kaido dọa thả từ trên cao xuống. Cái ngày đó chị không đủ mạnh. Qua cái cách Yamato nói về cha mình, tứ hoàng Kaido giống như một kẻ thù không đội trời chung. Có thể thấy Yamato không còn tôn trọng cha mình, và cô cũng đã không tiết lộ thân phận thật sự của mình với Shinobu và Momonosuke. Yamato vừa nói, vừa đỡ những đường đạn nhắm vào Momonosuke. Có thể thấy Yamato không hề hấn gì, chỉ là xây xước ngoài da. Và cũng chỉ cần một chị để Yamato hạ gục tên Shinichi ăn trái smile chuột này. Nhưng chị là ai? Tại sao chị lại lấy tên cha em? Chị còn được gọi là Yamato, và chị đã sẵn sàng chết vì em. Hãy nhìn ánh mắt này của Sasaki khi nghe Yamato và Momonosuke nói chuyện. Sasaki vô cùng điên tiết và không tin đó là những gì Yamato nói. Điều này có nghĩa chúng ta sẽ được thấy Sasaki biến hình để chuẩn bị chiến đấu với Yamato ở lần xuất hiện tiếp theo. Và Sasaki sẽ phải bung hết sức ra chiến đấu nếu muốn lấy được đầu Momonosuke. Còn Momonosuke, liệu với những lời Yamato vừa nói, cậu nhóc sẽ làm gì? Tôi nghĩ Momonosuke sẽ chấp nhận Yamato. Và ngoài cặp sừng với Kaichi, mái tóc của Yamato khi xóa ra phần nào đó rất giống với của Kaido bá thú. Ý tôi là dù muốn hay không, dù ghét hay thương, thì Yamato vẫn là con gái của tứ hoàng Kaido, sinh vật mạnh nhất thế giới. Trên đây là tất cả những phân tích One Piece chapter 994 mới nhất, kèm theo đó là một vài dự đoán cho các chapter tiếp theo. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.